Xin chào các bạn. Hôm nay Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với các bạn tử vi thứ tư ngày 16 tháng 9 năm 2020, và theo âm lịch hôm nay là ngày 29 tháng 7 năm Canh Tý, và ngày này là ngày Nhâm Tuất tháng Giáp Thân năm Canh Tý. Ngày hôm nay là ngày Hoàng Đạo. Các giờ Hoàng Đạo trong ngày như là giờ Nhâm Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Về ngũ hành niên mệnh đại hải thủy, ngày Nhâm Tuất tức chi khắc với can, có nghĩa là thổ khắc với thủy, ngày hôm nay là ngày hung. Về nạp âm đại hải thủy kỷ tuổi bính thìn giáp thìn, ngày thuộc hành thủy khắc với hành hỏa, đặc biệt là tuổi mậu tý bính thân mậu ngọ thuộc hành hỏa không sợ thủy đoạn. Ngày Tuất lục hợp với mão, tam hợp với dần và ngọ, thành hỏa cục, xung với thìn, hình mùi, hại dậu, phá mùi và tuyệt thìn các bạn nhé. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi bính thìn, giáp thìn, bính thân, bính dần và bính tuất. Tuổi xung trong tháng, tuổi mậu dần, bính dần, canh ngọ và canh tý. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như là sao Nguyệt Đức, tốt mọi việc, sao Thiên Phú, tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, khai trương, mở kho, nhập kho, an táng, sao Thiên Quan, tốt mọi việc, sao Nguyệt Ân, tốt mọi việc, sao Lộc Khố, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, giao dịch, sao Kính Tâm, tốt đối với an táng, và ngày hôm nay là ngày trực trinh, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao kim thần thất sát đó. Trong ngày cũng có các sao xấu như là sao Thổ Ôn hay còn gọi là sao Thiên Cẩu, kỵ về xây dựng nhà cửa, đào ao, đào giếng, tế tự, sao Thiên Tặc, xấu đối với khởi tạo, động thổ, về nhà mới, khai trương, sao Quả Tú, xấu đối với cưới hỏi, sao Tam Tang, kỵ khởi tạo, cưới hỏi, an táng, và sao Ly Sàng, kỵ cưới hỏi, và ngày hôm nay cũng là ngày quỷ khóc, xấu đối với tế tự, an táng các bạn nhé. Và hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng chính nam, tài thần, hướng chính tây. Và sau đây, mời các bạn cùng đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày 16 tháng 9 năm 2020 như sau nhé. Tử vi tuổi Tý thứ tư ngày 16 tháng 9 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Tý, chua chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang có được chính tài chiếu mệnh, cho nên bạn tuổi Tý rất chi là may mắn trên cái con đường tài lộc của mình trong ngày hôm nay nhé. Và bạn tuổi Tý, bạn mệnh có thể được thừa kế một cái cơ ngơi nào đó do cha mẹ hoặc là những người đi trước để lại, và bạn hãy lập ra cái kế hoạch phát triển chi tiết cho tương lai của mình bạn tuổi Tý nhé. Trong ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Tý, những người làm công ăn lương với tính cách cần cù và chịu khó, chắc chắn bạn sẽ nhận được cái sự tán thưởng của cấp trên và sự tin tưởng của đồng nghiệp nữa đó. Và bạn tuổi Tý, bạn có thể nhận được một cái khoản tiền nho nhỏ nhằm khích lệ tinh thần lao động, tinh thần làm việc của bạn nữa đó nhé. Nhưng trong ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Tý, ngày này bạn lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy, cái điều này làm cho cái vận trình tình cảm của bạn mệnh lại không được tốt cho lắm, cái mối quan hệ giữa bạn tuổi Tý và nửa kia lại không được mấy yên ấm, có lẽ vì chưa thực sự thấu hiểu cho nên đôi bên thường hay bất đồng những cái ý kiến với nhau, hai người cần phải trò chuyện với nhau nhiều hơn nữa bạn tuổi Tý nhé.
Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc Kim, được thừa kế tài sản. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc Thủy, lập kế hoạch phát triển cho tương lai. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc Hỏa, được đánh giá cao. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc Thổ, có thể được thưởng. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc Mộc, vợ chồng chưa thấu hiểu được. Rồi. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 5, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Sửu thứ tư ngày 16 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Sửu, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn đang bị kiếp tài gây rối, cho nên bạn tuổi Sửu rất dễ vướng vào những cái rắc rối không đáng có được. Ngày này rất có thể những kẻ xấu xa có thể kéo bạn vào những cái vụ tranh quyền đoạt lợi, trốn công sở, và bạn tuổi Sửu tốt nhất là bạn cần phải xác định được cái lập trường của mình cho thật vững vàng bạn tuổi Sửu nhé. Ngoài ra, trong cái ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Sửu, cái mối quan hệ của bạn với đồng nghiệp cũng không được quá suôn sẻ. Bạn tính thẳng thắn, nóng nảy của bạn lại khiến cho bạn vô tình đắc tội với mọi người. Và bạn tuổi Sửu, bạn hãy quan sát xem đối tượng giao tiếp với mình là ai để có cách ứng xử sao cho phù hợp bạn tuổi Sửu nhé. Và trong ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Sửu, ngày này bạn lại đang gặp ngày có thổ vượng. Cái điều này nhắc nhở cho bạn tuổi Sửu, bạn hãy từ bỏ những cái suy nghĩ cố hữu từ trước tới nay của mình để tiếp nhận những cái điều mới mẻ hơn, để bắt kịp cái sự phát triển của xã hội. Và bạn tuổi Sửu, bạn không thể giữ mãi một cái quan điểm cổ hủ như vậy được nữa bạn tuổi Sửu nhé. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc Kim, vướng vào rắc rối. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc Thủy, giữ vững quan điểm. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc Hỏa, dễ mất lòng người khác. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc Thổ, suy nghĩ bảo thủ. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc Mộc, chú ý ăn nói đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ tư ngày 16 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Dần, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dần đang gặp ngày có mộc khắc với thổ, cho nên bạn tuổi Dần cần phải quan tâm tới cái gia đình của mình nhiều hơn nhé. Và bạn tuổi Dần dường như bạn quá chú tâm cho cái công việc của mình mà quên mất cái việc chăm lo cho các thành viên trong gia đình. Và bạn đừng để cho tình cảm giữa mình với mọi người trong gia đình dần phai nhạt đi bạn tuổi Dần nhé. Ngày này đối với bạn tuổi Dần cũng không được lòng tập thể cho lắm, vì bản mệnh đang có tính cao ngạo và cố chấp, khăng khăng làm theo ý của mình, không chịu nghe theo cái lời khuyên của bất cứ ai. Người đi trước thường có cái nhìn sắc sảo và toàn diện hơn. Và bạn tuổi Tý Thìn, bạn tuổi Dần, bạn nên tham khảo ý kiến của họ bạn tuổi Dần nhé. Trong ngày này đối với bạn tuổi Dần, nếu có việc cần phải xuất hành đi xa thì bạn mệnh nên đi theo những cái hướng tốt như là hỷ thần, hướng chính nam, tài thần, hướng chánh tây để tăng thêm cái vận may về tài lộc, tiền tài cho mình nhé. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc Thủy, không quan tâm tới gia đình. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc Hỏa, coi trọng sự nghiệp. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc Thổ, cao ngạo và cố chấp. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc Mộc, làm theo ý của mình. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc Kim, không được lòng tập thể. Đội
Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 5, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão, thứ tư, ngày 16 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Mão, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mão, bạn đang gặp được ngày có nhị hợp xuất hiện, cho nên bạn tuổi Mão rất quan trọng thể diện của bản thân mình. Bạn tuổi Mão, bản mệnh không muốn bất cứ ai lời ra tiếng vào sau lưng mình và sẵn sàng phản kháng lại khi có người bất đồng ý kiến với mình nữa. Đây cũng là cái nguyên nhân mà khiến cho mọi người cảm thấy bạn tuổi Mão khá chi là nóng nảy đó bạn tuổi Mão nhé. Tuy nhiên, trong cái ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Mão, nếu như bạn biết cách cư xử khéo léo thì ngày hôm nay là một ngày khá chi là thích hợp để cho bạn xây dựng các mối quan hệ về làm ăn luận. Và bạn tuổi Mão, bạn mệnh có thể tìm được những người, những đối tác tiềm năng cho mình. Bạn hãy nghĩ cách giữ cái mối quan hệ với họ thật bền vững và dài lâu bạn tuổi Mão nhé. Trong ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Mão, ngày này bạn cũng đang có được chính quan chiếu mệnh. Cái điều này còn cho thấy bạn tuổi Mão có cái khả năng được thăng chức trong ngày hôm nay bởi nhờ cái sự cố gắng không ngừng nghỉ của bạn trong suốt cái thời gian qua, bạn đã được cấp trên tin tưởng và trọng dụng nữa rồi. Và bạn tuổi Mão, bạn hãy tiếp tục cố gắng, đừng có phụ lòng yêu mến của mọi người, phụ lòng quý trọng của cấp trên bạn tuổi Mão nhé. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc thủy, tính tình nóng nảy. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc hỏa, trọng thể diện. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ, cư xử khéo léo. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc, được cất nhắc. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc kim, gặp được đối tác tiềm năng luận. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Hợi, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thìn, thứ tư, ngày 16 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Thìn, xem tử vi cho chúng ta thấy là công việc của bạn tuổi Thìn trong ngày này đang có điềm báo gặp nhiều trở ngại do tác động của cục diện ngũ hành tứ hình xung Thìn Tuất Sửu Mùi gây ra cho bạn nhé. Và bạn tuổi Thìn, bản mệnh là người kiên trì và có quyết tâm, nhưng đôi khi lại quá nóng nảy, bốc đồng. Cái điều này dễ gây mất lòng đồng nghiệp và cấp trên nữa đó bạn tuổi Thìn nhé. Với bạn tuổi Thìn, bạn cũng không nên lựa chọn đầu tư trong ngày hôm nay bởi bạn dễ đưa ra những cái quyết định sai lầm hoặc là rơi vào tròng của kẻ tiểu nhân đó. Và bạn tuổi Thìn, bạn hãy thật bình tĩnh, kiên nhẫn và chờ đợi một cái thời điểm khác thích hợp hơn để đầu tư bạn tuổi Thìn nhé. Trong ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Thìn, ngày này bạn cũng đang gặp được ngày có tỵ kim chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy bạn tuổi Thìn, bạn là người dũng cảm và có chí tín thủ, tuy nhiên lại khá chi là đơn độc, không tìm được người có cùng chí hướng với mình. Bạn tuổi Thìn, bạn hãy cởi mở hơn với mọi người và đừng có khép mình lại vì nghĩ rằng chẳng có ai thấu hiểu mình đó bạn tuổi Thìn nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc hỏa, công việc trở ngại. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc thổ, nóng nảy bốc đồng. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mộc, có chí tín thủ. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc kim, cần phải cởi mở hơn. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc thủy, không nên đầu tư đoạn.
Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi giàu, tuổi thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ tư ngày 16 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Tỵ, xem tử vi cho chúng ta thấy là ngày này bạn tuổi Tỵ đang gặp được thiên ấn chiếu mệnh, cho nên bạn tuổi Tỵ có thể tạo được uy tín của bản thân mình trong nghề nghiệp thuộc các cái lĩnh vực nghiên cứu khoa học, nghệ thuật hoặc là dịch vụ nữa đó bạn tuổi Tỵ nhé. Và bạn tuổi Tỵ, bạn hãy tự tin chứng tỏ cái khả năng của bản thân mình cho tất cả mọi người cùng biết được rồi đó. Với bạn tuổi Tỵ, bản mệnh là người có nhanh nhẹn, thông minh và có tài. Tuy nhiên, bạn lại quá chi là lạnh lùng, cho nên nhân duyên chưa được tốt với bạn. Bạn tuổi Tỵ, bạn cần phải mở lòng mình hơn, kết bạn với bạn với mọi người, bởi chẳng ai có thể sống một mình trên đời này được đó bạn tuổi Tỵ nhé. Trong ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Tỵ, bạn lại đang gặp được ngày hỏa sinh cho thổ vượng. Tuy nhiên, bạn tuổi Tỵ với gia đình, bạn lại là một người dịu dàng và biết quan tâm. Bạn luôn chia sẻ với cái nửa kia mọi suy nghĩ của mình và đôi bên sẽ thảo luận để đưa ra những cách giải quyết hợp tình, hợp lý nhất nữa đó bạn tuổi Tỵ nhé. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa, tạo lập được uy tín. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ, được mọi người ngưỡng mộ. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc, mở rộng mối quan hệ. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim, tính cách lạnh lùng. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy, quan tâm gia đình rồi. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 3, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu da cam, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi xỉu, tuổi thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ tư ngày 16 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Ngọ, xem tử vi cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Ngọ, bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp dần Ngọ Tuất, cho nên bạn tuổi Ngọ, bạn rất nhiệt tình và hăng hái trong công việc. Bạn mệnh thường bắt tay vào công việc được giao ngay mà không chần chừ, không do dự chút nào đó. Nhưng cũng chính cái điều này lại khiến cho bạn tuổi Ngọ trở nên nóng vội đó bạn tuổi Ngọ nhé. Và bạn tuổi Ngọ, trước khi đưa ra bất cứ cái quyết định gì trong ngày, đặc biệt là những cái quyết định quan trọng, bạn cần phải suy tính một cách thật kỹ càng, không nên hăng hái lúc đầu rồi về sau lại trở thành ra chán nản, muốn bỏ dở giữa chừng, buông xuôi công việc và khiến cho người khác phải khắc phục cái hậu quả của bạn nữa đó bạn tuổi Ngọ nhé. Trong ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Ngọ, ngày này bạn cũng đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng. Cái điều này làm cho cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Ngọ trở nên được khởi sắc hơn. Cái mối quan hệ giữa bạn và gia đình cũng vô cùng là hòa hợp. Bạn và nửa kia cũng luôn trò chuyện mọi cái vấn đề trong cuộc sống với nhau. Và ngày này, đôi lứa yêu nhau đang ở trong quá trình yêu đương nồng nhiệt, luôn muốn ở bên nhau từng phút, từng giây nữa đó bạn tuổi Ngọ nhé. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc kim, hăng hái làm việc. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc thủy, hòa hợp với gia đình. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc hỏa, tính tình nóng vội. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc thổ, suy nghĩ kỹ càng. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mộc, bạn hay bỏ dở giữa chừng vậy. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao,
tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Tuất, tuổi Dần. Tử vi tuổi Mùi, thứ tư, ngày 16 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Mùi, xem tử vi cho chúng ta thấy là ngày này do bạn đang chịu tác động của cục diện tương hình, cho nên bạn tuổi Mùi, bạn có phần tự tin thái quá trong ngày hôm nay. Bạn mệnh tuổi Mùi cho rằng mình có cái khả năng giải quyết được tất cả mọi vấn đề, cho nên không muốn nghe lời khuyên của bất cứ ai trong ngày cả nhé. Và bạn tuổi Mùi, bạn hăng hái trong công việc và sẵn sàng là người đi tiên phong, thế nhưng bạn lại rất dễ gặp phải trở ngại nếu như không chịu suy nghĩ kỹ càng. Bạn mệnh cũng cần phải chú ý hơn trong cái giao tiếp nếu không muốn làm mất lòng người khác trong ngày hôm nay bạn tuổi Mùi nhé. Và ngày này đối với bạn tuổi Mùi, bạn cũng đang gặp ngày có kíp tài chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy bạn tuổi Mùi, bạn là người thẳng thắn và mạnh mẽ. Tuy nhiên, không phải lúc nào bạn cũng khăng khăng làm theo ý của mình đã là sáng suốt bạn tuổi Mùi nhé. Đôi khi bạn cần phải bước chậm lại và lắng nghe ý kiến của những người xung quanh, và mọi người thực sự muốn tốt cho bạn lắm luôn. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc Kim, thích làm theo ý của mình. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc Thủy, quá mức tự tin. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc Hỏa, không nghe lời khuyên của ai. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc Thổ, thích đi tiên phong. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc Mộc, dễ gặp phải trở ngại. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 4, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu ghi, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân, thứ tư, ngày 16 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Thân, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Thân, bạn đang gặp được ngày thổ sinh cho kim vượng, cho nên bạn tuổi Thân, bạn có được cái sự hòa hợp với nửa kia của mình. Bạn và người ấy luôn thấu hiểu và suy nghĩ cho nhau, vì thế mà cái việc bất đồng ý kiến rất hiếm khi xuất hiện giữa hai người. Ngoài ra, đôi khi bản mệnh tuổi Thân cũng nên tìm cách hâm nóng lại tình cảm đôi bên nữa bạn tuổi Thân nhé. Và bạn tuổi Thân, bạn là một người cha, là một người mẹ, rất quan tâm tới con cái của mình. Bạn luôn muốn mình trở thành một người bạn của con cái hơn là một người bề trên chỉ biết ra lệnh và chỉ bảo cho con cái mà không quan tâm đến cái suy nghĩ của con cái nữa. Trong ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Thân, ngày này bạn cũng đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Cái điều này đối với những bạn hành nghề tự do rất dễ nhận được những cái phần thưởng xứng đáng cho những cái cố gắng trong suốt cái thời gian qua với mình nhé. Mọi người đều rất quan trọng bạn tuổi Thân và bạn muốn giữ cái mối quan hệ làm ăn với họ một cách lâu dài nữa. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc Thủy, hòa hợp với nửa kia. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc Hỏa, quan tâm đến gia đình. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc Thổ, nhận được phần thưởng. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc Mộc, nên hâm nóng lại tình cảm. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc Kim, được quý mến nữa rồi nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu.
Tử vi tuổi Dậu thứ tư ngày 16 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Dậu, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dậu, bạn đang gặp được ngày tam hội phù trợ cho bạn, cho nên bạn tuổi Dậu gặp may mắn trong cái mối quan hệ xã hội của mình ngày hôm nay nhé. Và bạn tuổi Dậu, bản mệnh dễ tạo được ấn tượng tốt cho mọi người ngay từ cái lần gặp gỡ đầu tiên, và đặc biệt bạn có thể gặp được người đồng chí hướng với mình trong ngày hôm nay nữa đó. Và bạn tuổi Dậu, công việc của bạn trong ngày này cũng có những chuyển biến rất chi là tích cực. Nếu đã làm việc chăm chỉ trong suốt cái thời gian qua, có thể bạn tuổi Dậu bạn sẽ được cất nhắc vào ngày hôm nay. Ngoài ra, nếu có cơ hội xuất hiện thì bạn tuổi Dậu bạn hãy tự tin nắm bắt lấy bạn tuổi Dậu nhé. Trong ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Dậu, ngày này bạn cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này làm cho bản mệnh luôn rất tự hào về gia đình của mình. Bạn luôn quan niệm người trong nhà phải luôn trò chuyện, tâm sự và thấu hiểu lẫn nhau. Chính vì thế mà mọi người không bao giờ hiểu lầm hay là nghi kỵ nhau cả đó bạn tuổi Dậu nhé. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc thủy, gặp người đồng chí hướng. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc hỏa, xã giao được tốt đẹp. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ, công việc tiến triển tốt. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mộc, được cất nhắc. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc kim, tự hào về gia đình. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu ghi, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ tư ngày 16 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Tuất, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tuất, bạn đang gặp phải ngày có Tỵ kim gây họa, cho nên bạn tuổi Tuất, đối với những bạn làm lãnh đạo thì rất dễ gặp phải những cái chuyện đau đầu trong ngày hôm nay nhé. Và bản mệnh tuổi Tuất có thể sẽ phải giải quyết nhiều cái rắc rối do cấp dưới gây nên. Bạn tuổi Tuất, bạn hãy thật sự bình tĩnh và có cái thái độ thượng phạt cho rõ ràng nữa bạn tuổi Tuất nhé. Trong ngày này, đối với những người làm nhân viên thì cũng có thể sẽ vướng phải những cái rắc rối với đồng nghiệp. Và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Tuất là bạn không nên vào hùa với bất cứ ai để hãm hại người khác hoặc là để kiếm lợi cho bản thân mình. Những cái việc làm sai trái sẽ phải chịu cái hậu quả thích đáng đối bạn tuổi Tuất nhé. Trong ngày này với bạn tuổi Tuất, nếu như bạn thực hiện những cái hoạt động cầu phúc, cầu tài trong ngày hôm nay thì cũng rất chi là thích hợp, và bản mệnh rất dễ đạt được những cái nguyện vọng của mình. Ngày này với bạn tuổi Tuất, các việc xuất hành đi xa cũng có phần được thuận lợi. Nếu như bạn xuất hành thì hãy đi theo những cái hướng tốt, thị thần hướng chính nam và tài thần hướng chính tây để tăng thêm cái vận may về tài lộc cho mình bạn tuổi Tuất nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa, gặp chuyện đau đầu. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ, mâu thuẫn với đồng nghiệp. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mộc, suy nghĩ tỉnh táo. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc kim, không làm việc xấu. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc thủy, thích hợp với việc xuất hành. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Con số may mắn số 3, số 4, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ. Màu sắc cát tường, màu xám, màu vàng. Quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dần, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Hợi thứ tư ngày 16 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Hợi, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Hợi,
bạn đang gặp ngày có thổ khắc với thủy. Cái điều này làm cho cái mối quan hệ xã giao của bạn tuổi Hợi trong ngày hôm nay không được tốt đẹp cho lắm. Bạn mệnh có thể gặp phải cái mâu thuẫn với bạn bè của mình. Cái điều này khiến cho đôi bên rơi vào chiến tranh lạnh. Và khi đã bình tĩnh lại, bạn tuổi Hợi, bạn hãy nên là người chủ động để làm hòa bạn tuổi Hợi nhé. Ngày này đối với bạn tuổi Hợi, trong gia đình, bạn tỏ ra là một người khá chỉ là nóng nảy, thích làm theo ý của mình mà không để ý tới cái cảm nhận của người khác. Và bạn tuổi Hợi, bạn hãy biết đặt mình vào cái vị trí của người khác, đừng coi việc người khác chiều theo ý của mình là hiển nhiên bạn tuổi Hợi nhé. Tuy nhiên, trong cái ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Hợi, bạn lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Nhờ vào cái điều này mà bạn tuổi Hợi gặp rất nhiều may mắn trên cái phương diện tài lộc. Đối với những bạn làm phụ việc sẽ gặt hái được thành quả đáng giá sau cái chuỗi thời gian vất vả với mình. Và bạn tuổi Hợi, nếu như bạn biết đầu tư đúng đắn, bạn cũng có thể nhanh chóng thu được lợi nhuận về tay mình nữa đó bạn tuổi Hợi nhé. Và trong ngày này, nếu như bạn tuổi Hợi xuất hành đi xa thì bạn nên chọn những cái hướng tốt, hỷ thần, hướng chính nam, tài thần, hướng chính tây để tăng thêm cái vận may cho mình. Trong ngày này, bạn tuổi Hợi cũng đang có được cái sự tác động của các sao tốt như là sao Thiên Phú, sao Thiên Quan, sao Lộc Khố, cầu tài lộc cũng rất chi là may mắn với bạn nhé. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc hỏa, mâu thuẫn với bạn bè. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc thổ, tích thích làm theo ý của mình. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mộc, đầu tư có lợi. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc kim, cần đặt mình vào vị trí của người khác. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc thủy, bạn nên chủ động làm hòa nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh nước biển, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video